Cận cảnh rắn sinh con, thực ra chúng nó chứa trứng, sau đó trứng nở thành con trước khi được rặn ra ngoài. Hình thức này gọi là đẻ trứng thai, rắn có 3 kiểu sinh sản: đẻ trứng, đẻ trứng thai và đẻ con. Trong đó, hình thức đẻ trứng là chủ yếu ở các loài rắn, rắn đuôi chuông có thể coi là một ví dụ về động vật đẻ trứng thai. Con cái thường mang trứng 3 tháng trước khi con non nở bên trong cơ thể và ra đời, một hình thức sinh sản khác của rắn là rắn đẻ con. Những con rắn này phát triển bên trong mẹ của chúng mà không có vỏ, con cái sẽ mang phôi cho đến khi con non được sinh ra. Rắn con được kết nối với con mẹ bằng một túi noãn hoàng và nhau thai giống như động vật có vú. Rắn là một ví dụ điển hình cho hình thức sinh sản này.